Rồi, sau khi đó mình làm còn tiếp xong cái form còn tắt form 7 để mà mình làm cái form người ta đặt hàng á, thì những cái thông tin người ta đặt hàng á sẽ lưu trong cái advance còn tắt form 7 DD ở đây. Những cái này mình đây xuất ra xe mà quản lý ở đây từ trong bằng ba xe xuất ra để mình quản lý đơn hàng bằng ba xe được. Rồi, nhưng mà mình muốn là những thông tin này sẽ gửi về mail mình để mình biết được là khi nào khách họ họ đặt hàng, mình biết được bao nhiêu khách đặt hàng thì mình sẽ check qua mail. Thì để làm được việc đó thì mình sẽ phải chỉnh lại cái contact form 7 trước cái đã ha. Contact form 7 trước vô đây. Cấu hình là cái chỗ này trước. Vô chỗ email, chỗ cái form, cái form mình làm xong rồi đúng không? Mình qua phần email. Email mình sẽ nói là khi mà có người ta đặt hàng á thì mail nào sẽ nhận hàng, nhận ví dụ mail của tôi đi, sẽ nhận. Đó. Rồi. Form thì cái chỗ này thì mình cũng để email luôn ha, Rome nè đó. Rồi subject là địa chỉ ha, địa chỉ đây thì mình sẽ lấy cái tên là do anh em đi ha, do anh em là số điện thoại do anh em đi, mình do anh em là số điện thoại của người ta nhập vô á, toàn cái tên của người ta nhập vô và số điện thoại cộng với số điện thoại luôn, rồi thêm cái chữ là đặt hàng gì đó. Trang đường chẳng hạn, bạn biết cái tiêu đề mail tới mình thấy ở anh này số điện thoại này đặt hàng ngang đường đó. Cái form này là cái form này là phải thường thường, nếu nó báo lỗi này là thường thường mình phải dùng cái email theo domain á, email của doanh nghiệp á thì nó không báo lỗi, mình dùng mail Gmail thì nó báo gì thôi, cảnh báo thôi chứ không có gì hết. Còn header thì mình sử dụng cái email này luôn, cái email của mình luôn. Rồi nội dung khi mình nhận được, khi mình nhận về á, khi mình nhận về á, khi mình nhận về email mình á thì mình sẽ nhận thông tin gì, đầu tiên mình cần nhận là nhận do anh em nữa đúng không, đó do anh em mình lấy cho anh em là họ tên đúng không, họ tên là gì, họ tên là cái ô người ta nhập vô là do anh em. Tiếp theo muốn nhận gì nữa, nhận hết những cái thông tin này luôn ha, đem xuống đây luôn, copy một lượt luôn xuống đây, mình enter xuống cái được cái đi, rồi mình ghi thêm câu đầu vô, email, email là số điện thoại, rồi địa chỉ. Rồi, số lượng. Rồi. Nội dung. Rồi, ghi chú. Bây giờ đi. Rồi, như vậy thôi. Đó, sau đó mình lưu nó lại đi. Những cái này thông tin này sẽ gửi qua mail nha. Có hai cái bị chấm than này á, mình tạm thời mình bỏ qua đi nha, để mình check sau, tại hai cái này mình nó không quan trọng đó. Rồi rồi sau đó tiếp theo mình sẽ cấu hình thêm cái dịch vụ email ở trên 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 này nó mới chạy nghe, mình cấu hình thêm dịch vụ email ở trên này. Lúc nãy tôi sẽ yêu cầu các bạn là mỗi người tạo một cái Gmail rồi đúng không, bây giờ mình sẽ lấy cái Gmail nó mình bỏ vô đây để nó gửi mail ha. Rồi bây giờ tiếp theo, việc tiếp theo của mình đó là mình sẽ vô cái Gmail của mình, nãy mình tạo cái Gmail rồi đúng không, đây Gmail mới của mình, tôi tạo cái Gmail mới là service mail 2020 gì đó, một Gmail mới em à. Đầu tiên phải tạo một cái Gmail mới đây, rồi sau đó mình sẽ vô cái Gmail của mình, vô cái chỗ là quản lý tài khoản nè. Rồi bảo mật. Rồi sau đó xác minh mật khẩu hai bước, mình đem mình bật lên ha. Bắt đầu. Bật khẩu vô. Đó. Xác
nhập khẩu vô thì kêu mình xác minh số điện thoại các bạn sử dụng ở số nào nào đó, chúng tôi tin nhắn bằng bản nha. Rồi mình cứ nhập số điện thoại mình vô. Rồi bật lên, xác minh mật khẩu hai bước bật lên trước cái đã. Rồi sau xác minh mật khẩu hai bước rồi á, thì mình sẽ quay vô cái tài khoản lại nha. Rồi. Rồi quay vô cái chỗ bảo mật. Rồi sau đó mình sau khi xác minh mật khẩu hai bước thì cái chỗ mật khẩu ứng dụng thì nó mới hiện ra. Mình chưa bật chức năng mật khẩu hai bước á thì chỗ mật khẩu ứng dụng mình nó không hiện ra. Đó, bật chức năng mật khẩu. Rồi sau đó bật tạo mật khẩu ứng dụng vô. Này nhập mật khẩu bình thường của mình ấy, mình tạo ngay rồi. Bây giờ mình sẽ tạo mật khẩu ứng dụng. Mình cách mình chọn ứng dụng của mình là ứng dụng email. Ừ, và thiết bị của mình xài là máy tính dùng Windows. Rồi tạo. Thì sẽ ra tạo cho mình một cái mật khẩu như vậy nha. Con này mình copy mật khẩu này mình lưu lại ha. Tạo một cái này mình lưu lại ha. Lưu lại đây, lưu lại là mới xong. Lưu trước rồi mới bấm xong nghe, chứ chưa lưu bấm xong mà không được nghe. Rồi, lưu thêm cái tên email mình đây nữa. Cái này đó là mình sẽ có được một cái email và một cái mật khẩu này. Để mà mình cấu hình nha. Save lại đi. Rồi, để đây. Sau khi có rồi, mình tạo xong rồi, mình mới quay vô cái phần login của thằng, vô cái phần quản trị của website nè. Vô đây, nha. Vô đây đăng nhập quản trị website của REST, rồi sau đó mình vô login. Rồi sau đó add new một cái Gmail, mình add new một cái Gmail WP nè, tìm Gmail WP nha. Cái đó là biểu tượng nào đây? WP Gmail. WordPress Gmail WordPress á, để mình vào. Đây biểu tượng này nè, 7. Đó, in thêm nè. In thêm cái này vô. Cài vô nha, cắt đi nữa. Cắt đi xong rồi mình sẽ thấy thêm một cái Gmail dưới đây. Mình sẽ gắn cái địa chỉ Gmail vô đây nha. Gắn địa chỉ này vô Gmail, form name là từ đâu? Từ Hạ Khang Đường nha. Rồi có HTML không, có luôn, chứng thực không, có luôn nha, yes chứng thực nha. Rồi user là này, mật khẩu chính là cái mật khẩu ứng dụng này nha, nó mới được. Rồi sau đó mình mới lưu nó lại. Rồi test mail nha, giờ mình test xem test cho nó gửi được chưa. Nó báo sau khi test nó báo true vậy nè, là mình thành công, nghĩa là mình cấu hình được cái mail server, cái mail service dịch vụ mail trên website rồi thì thành công. Rồi sau đó mình mới sử dụng, mình test lại cái này coi có gửi qua mail hay không nghe, gửi mail hay không. Rồi tên, email, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, số lượng mua hay họ ghi chú là hàng. Đó, nó báo thành chiêu nè, nghĩa là khi người ta đặt hàng gửi Gmail đó, mình set mail nha, Gmail. Rồi sau khi mình set mail, mình sẽ thấy cái mail form đặt hàng gửi đến nè, Nguyễn Thanh Điền, rồi đó, đặt hàng Khang Đường.
Nè, tiêu đề email, cái tiêu đề email sẽ ứng với cái tiêu đề mình cài đặt ở trong đây ha. Đó, hồi nãy cái video trước mình nói rồi ha. Cái tiêu đề mình cài đặt ở đây nó như thế nào thì cái mail mình sẽ hiển thị giống vậy ha. Đây. Đó đây. Đó. Cái tiêu đề ở đây đây, your name. Đó. Đây. Đó, mình sửa lại tiêu đề, muốn tiêu đề đẹp thì mình phải sửa lại về cho anh em là tên rồi hàng ngang được rồi reply so do email đây còn cái chỗ này thì mình để phải để email của tên miền của mình nhé, email của tên miền, còn cái chỗ này là mình để email mình nhận nha. Đó, mình lít vô đây để mình xem đây, đây mình mới nè. Họ tên đứng với Nguyễn Thanh Điền đây 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 những người nhập vô đây mình có thể là chỉnh sửa lại nội dung này cho phù hợp ha. Cùng lúc cùng đây mình cũng thấy nhận được ở trong cái chỗ contact DB này, cái admin DB đây mình chọn cái form ở đây mình thấy cái mới nhất này. Đây mình xuất cái Excel để mình quản lý những thông tin order này được không? Đó, ha. Rồi đó là phần gửi cái cấu hình gửi nhận mail ở trong cái form từ cái form contact form 7 ha. Ủa, thì mình sẽ up ha, contact form 7 này. Rồi, thúc video đây luôn.